Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đồ Đe. Từ các bạn trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta cùng nhau trở lại với một kèo mental. Anh em còn nhớ cái kèo NFT Citizen mental không ạ? Với kèo này thì hiện tại thì nó đã cho chúng ta min rồi. Và anh em là chúng ta có thể min, yêu cầu là các bạn có một lượng bit ở trên ví mental chúng ta, tức là ví MetaMask chúng ta. Đấy, các bạn sẽ tiến hành min và yêu cầu là anh em còn cần có trong Reddit ở đây thì nút min đã sáng cho anh em rồi. Anh em cũng bắt đầu có thể min rồi nhé. Đấy. Bây giờ thì anh em có thể là bắt đầu min bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào cái nút min ở đây. Yêu cầu là anh em phải cho có trong Winit hôm trước nha, anh em mà có trong Winit thì mới được min đấy. Rồi ok. Mình sẽ tiến hành min, phí rất rẻ thôi anh em nhỉ. Đây. Và anh em có thể check lệnh ở trên mental. Hiện tại thì nó chưa chưa chạy lệnh. À, slow list. No nhỉ. Rồi, confirm rồi này. Min ok. Bây giờ các bạn có thể kết nối với sàn Mental Upper. Chúng ta bán ở trên đây, nếu mà anh em muốn bán nhé, thực ra thì mình cũng không có muốn bán nó con này, thì anh em còn đón đi cho tích của nó nữa, hay là những airdrop trong tương lai thì mình cũng không có ý định bán. Nhưng mà nếu anh em bán thì anh em ở trên này. Mình run để che. Đây, nó ở trong này này. My item này. Đấy, cái con của chúng ta đây, con của mình là con 6795 này. Em thấy chưa? Em ta có thể ấn vào đây để mình xem rồi. Đây, Citizen Mental. Đó, hiện nay giá tường đang là 14,5 Mental cho một NFT. Cái lượng NFT thì mình không biết rõ là có bao nhiêu. Đây cái con này con của mình này. Con mình đẹp hết chứ nhỉ? Đây có rất là nhiều loại anh em ạ. Con mình con tóc đỏ. Và có bàn tay robot, không biết còn có hiếm hay không thì mình không biết. Đấy, rất là nhiều loại khác nhau luôn. Tính ra con mình đẹp rồi chứ. Cũng đẹp, nhưng mà không đẹp bằng mấy con của bọn này. Hay thằng này đẹp này, con này đẹp. Nói chung cũng chả biết tác dụng nó như thế nào, để xem nào, xem nó có gì khác biệt không. Đây đây nó có ngày này độ hiếm này, con này của mình này, tóc là hiếm này. Thật ra thì những cái tiêu chuẩn khác thì có khi không ngon lắm. Mình xem con khác xem nào. Con thằng này cũng độ hiếm cao này. Một số con khác nhé, như con này có vẻ là hoành tráng này, nhìn hoành tráng này. Con này cũng có độ hiếm này. Lâu khen. Độ hiếm ở tóc. Đây những con đắt hơn rồi nè. Đây, con này rất là nhìn rất là đẹp đúng không? Con này xem độ hiếm bao nhiêu. Con này vậy mà không hiếm lắm anh em ạ. À, nhìn chung là có những cái con khác anh em có thể vào xem, thực tế là mình cũng không có nhu cầu mua trong cái mùa này kìa. Em là muốn mua thì người ta có thể vào mua nhé. Bây giờ thì mình chắc là mình chia sẻ đấy anh em. Video hướng dẫn anh em tham gia vào cái anh em min cái con NFT này đã. Cảm ơn em dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.